Hello. Rồi điểm danh nhanh chóng nha. Ai. Hôm nay mình sẽ qua đề số 24. Ok. Và các bạn thấy cái post gì chưa? Thấy cái post chưa? Thấy cái post chưa? Thôi, hôm qua bật cam hả? Thấy rất là mụn và rất là cái đầu rất là xấu luôn. Cho nên là để kỳ này thi thi thêm một cái bằng nữa xong hết rồi thì sẽ đi tập lại cho nó cho nó ốm ốm lại bớt xíu chứ không thôi rất là thấy gớm, rất là xấu. Rồi ok thì điểm danh nha, điểm danh nha bà con. Nghe rõ không? Bạn nghe thầy rõ không? Nghe thầy rõ không? Nghe thầy rõ không? Ừ, vậy thì thầy sẽ bắt đầu sửa trong vòng khoảng 1 phút nữa nha. Các bạn vô dần dần đi. Các bạn bè vô dần dần đi. Đấy. Rồi hình như là mình sẽ học tiếp một cái buổi thứ hai là về 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 sửa lỗi sai nữa, sau đó mình sẽ qua tiếp cái kia. Ok, nghe rõ đúng không? Có bị nhỏ quá thì nói thầy nghe. Rồi. Giờ thầy chờ thêm khoảng 1 2 phút, 1 phút nữa thôi. Các bạn điểm danh xong hết đi rồi thầy sẽ bắt đầu. Thầy bắt đầu luôn nha. Rồi, thì trong cái đề này thì chúng ta sẽ thấy là gì? À, mình thấy là ngay câu đầu tiên là người ta quất cho mình là gì rồi? Ngay câu đầu tiên người ta quất cho mình là một cái dạng nối câu rồi, đúng không? Thì câu đầu cũng dễ thôi. Đây, thì she helped us a lot with our project. We couldn't continue without her. Ok, cái bút đâu rồi? Rồi. Thì cô này cũng đã giúp chúng tôi rất là nhiều cái project rất là, với cái dự án của chúng tôi đúng không? Và chúng tôi không thể tiếp tục mà không có cô này. Ok. Thì các bạn phải lưu ý nha, khi mà làm những cái câu này á, bạn phải lưu ý với cái thì. Cái sự thật của nó nằm ở quá khứ hay là nằm ở hiện tại thì nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi ha. Nếu mà cái sự thật nó nằm ở quá khứ thì mình bắt buộc phải lùi về if, thì mình phải lùi về if loại 3. Còn nếu như là câu wish đó thì mình phải là câu wish đối với thì gì? Đối với cái thằng quá khứ hoàn thành. Thì nếu như là wish ha. Còn if thì mình sẽ lùi về if loại 3. Cho nên cái câu 1 này nè, chúng ta sẽ có câu câu C. Đấy. Và mình xét cái loại là một chuyện nhưng mà mình cũng phải xét cái nghĩa nữa. Ví dụ như câu A đúng loại không? Chính xác, đúng cái loại. Nhưng cái nghĩa nó sai. Đấy. Tại vì but for này là nếu không có. Nếu không có cái sự đóng góp của cô này thì chúng tôi có lẽ đã sao? Có thể sao? Có thể tiếp tục với cái dự án. Sai cái nghĩa, đúng chưa? Rồi, câu B, provided là if that provided her contribution wouldn't come, we couldn't continue with the project. Thì chỗ này là sai loại rồi. Đấy. Unless we had her contribution, sai loại ngay. Đấy, unless we had, đúng không? Đấy, chỗ này cũng sai loại luôn, cho nên chúng ta sẽ bỏ, được chưa? Đấy, sai cái cấu trúc đây, nhá, sai nghĩa và sai cấu trúc. Thì câu này nó chỉ có vậy thôi, nó không còn gì khác nữa trơn á, nha. Sai nghĩa, một là sai nghĩa, hai là sai cấu trúc. Có những câu nó sai cả hai. Đấy, đi chưa nào? Rồi, câu 2. The basketball team knew they lost the match. They soon started to blame each other. Cái câu này mình có làm một lần trong một cái đề luyện tập rồi, đúng chưa? Đấy. Thì câu này chúng ta sẽ chọn là gì? Thua là bắt đầu đổ lỗi cho nhau liền, chúng ta sẽ chọn câu C, đúng không? Đấy, hardly when này cấu trúc này thầy giảng nhiều lần lắm rồi, giống như công thức toán thôi. Hardly thì phía sau cái chữ hardly này chúng ta sẽ cộng cái hành động xảy ra trước. Đúng chưa?
hành động xảy ra trước, này phải ở thì quá khứ hoàn thành và nó phải đảo ngữ. Đó, chủ ngữ nè. Đấy không? Has đảo lên trên nè, rồi verb 3 nè. Đấy. Phía sau là hotly thì nó phải là when. No sooner thì nó phải là than. Còn hotly nó phải là when. Thì chỗ này đúng, và sau cái này thì mình dùng thì quá khứ đơn. Động từ thì quá khứ đơn và mình không có bất kỳ một cái đảo ngữ gì cả. Rồi, thế thì mình liếc sơ cái thằng này đi. No sooner the baseball team started to play each other. Thì mình thấy là cái câu này đó, nó đang đúng về cấu trúc nhưng mà nó sai về cái thứ tự hành động rồi. Có nghĩa là khi mà nó biết nó thua thì nó mới blame, được chưa? Mà thằng này đặt cái hành động blame ở đầu là bị sai về thứ tự hành động. Câu B, as soon as they blame each other, là ngay khi mà họ blame thì họ biết. Thì cái này cũng đặt sai cái thứ tự hành động rồi. Sau as soon as thì cái hành động một nó phải xảy ra, được chưa? Ngay khi, as soon as là ngay khi cái gì xảy ra thì cái gì xảy ra tiếp theo. Thì đây là chỗ này phải dành cho cái hành động gì? Cái hành động biết họ thua. Cái số 1 này nè, phải dành cho cái hành động là họ biết là họ thua, được chưa? Chứ không phải là dành cho cái hành động blame, ok? Thế thì còn câu đi thì sao? Not only but also thì nó không có dùng để diễn tả cho cái câu này. Tại vì đây là cái câu mà dùng để như thế nào các bạn? Dùng để nói hành động trước sau chứ không có phải là dùng để nói về cả hai hành động, được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ tới cái phần phát âm và dấu nhấn. Mình sẽ có là process âm 1. Thì các bạn thường người Việt mình hay đọc là process đó. Nên mình là process. Ok. Câu B thì mình sẽ đó là gì? Receive âm 2 đúng không? Refer âm 2, attract âm 2. Chọn câu. Dạ, chọn câu A. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ có là gì? Cái mathematics. Thì đố các bạn cái chữ này nè, nó nhấn âm mấy vậy? Mathematics. Chữ này đố các bạn nó nhấn âm mấy? Đấy, cho nên thầy nói là những cái đề phía sau nó hơi bị tricky hơn một tí. Rồi, cho thử cái câu trả lời xem nào. Những cái từ này nhấn âm mấy? Cái từ mathematics này nhấn âm mấy? Thì trong lúc đó thì sẽ đi kiếm cái phiên âm của cái từ này ha. Các bạn cứ gọi là cho thầy cái câu trả lời chứ đi. Rồi, bạn hãy nhấn âm 3. Âm 3. Ok, âm 3. Nhưng mà thật ra đó các bạn ơi, thật ra đó thì cái chữ này nè, nó nhấn âm mấy? Ok, đúng rồi, chọn câu A đúng không? Đấy. Ok, rồi. Và particular âm 2, community âm 2, authority âm 2, được chưa? Nhưng ok, nhưng bạn phải để ý nha. Ở đây là một cái trường hợp rất là ngoại lệ này, chúng ta sẽ coi thử này. Đây, cái phiên âm của mathematics nó như vậy. Mathematics, thấy chưa? Đấy, thì cái chỗ này chúng ta sẽ không có đọc là them. Nó là một cái âm thôi, một cái chữ thờ thôi. Mình không đọc là them ha. Đấy, không đọc là them, được chưa? Rồi, mathematics. Đấy, được chưa? Rồi, câu tiếp theo, câu số 5 thì mình sẽ có là gì? Collected, admired, supposed, belonged. Ok, mình sẽ chọn câu A. Câu 6 thì chúng ta sẽ có là gì? Agree. Agree là âm ơ đúng không? Tại vì các bạn lưu ý những cái âm schwa, những cái âm mà nó là âm ơ đấy, thì những cái chỗ nào mà không có nhấn thì nó sẽ nằm đó. Ví dụ agree là nhấn âm 2 nè, nhưng mà cái chỗ này nó là âm 1 thì mình sẽ là âm ơ. Agree. Advice cũng vậy, bạn thấy nhấn âm 2 không? Advice nhấn âm 2, nhưng mà chỗ này không có nhấn thì nó sẽ là âm ơ. Allow nhấn âm 2 luôn, chỗ này là âm ơ, nhưng chỗ này nó nhấn âm 1, đó là absent. Absent âm e đúng không? Chọn câu đi.
Đi chưa? Rồi. Được không mọi người? Để từ câu 1 đến câu 6 các bạn ok không? Đấy, rồi tiếp theo nha. Mình sẽ có cái bài là Home Sweet Home. Ok. Rồi. Thầy sẽ split cái này ra. Đây là đề của cái sở, đây là đề của sở Gia Lai. Ừ. Đấy. Đề này cũng rất là hay. Rồi. Thì đầu tiên người ta hỏi what is the main idea of paragraph 2. Người ta chỉ hỏi paragraph 2 thôi, thì mình chỉ việc là kiếm paragraph 2 thôi. Đây, mình sẽ cùng nhau đọc cái paragraph 2 nhé. Đây. Believe me, as I discovered firsthand, reverse culture shock can be worse than the culture shock experienced when traveling to a foreign country. I felt lost and depressed. This took me a long time to get back into the swing of things, and the main reason was because I wasn't prepared. I never expected it. The best way to beat reverse culture shock is to know how it might strike. Here are a few things and I wish I had known before returning home. Okay. Rồi, thì cái đoạn số 2 đó thì người ta sẽ có một cái khái niệm đó là reverse culture shock. Reverse culture shock nó có thể tệ hơn là culture shock nữa. Đấy, khi mà đi du lịch qua một cái nước ngoài, đúng không? Một nước bên ngoài. Rồi. Và tôi cảm thấy là lost và depressed, đúng không? Tôi cảm thấy là mất mát và chán nản. Tôi đã mất một thời gian rất là dài để mà gọi là gì? Get back into the swing of things. Có nghĩa là gì? Trở lại với cái guồng quay của cuộc sống. And the main reason, cái lý do chính là gì? Nguyên nhân chính là tôi không có chuẩn bị. Ok. Đấy, tôi không chuẩn bị và tôi không có ngờ đến nó, đúng không? Rồi. Đấy, và người ta rút ra cái kết luận là the best way to beat cái này, để mà đánh bại cái này là cái gì đó, gì đó, gì đó, là biết khi là lúc nào mà nó strike. Thì cái chữ X này lại khoanh luôn nha. Chữ X này chính là gì? Reverse culture shock. Yeah. Rồi, để biết cái lúc nào mà nó strike, có nghĩa là lúc nào mà nó xảy ra đấy. Đấy. Và đây là điều tôi ước là tôi biết khi mà tôi trở về nhà. Thì cái đoạn số 2 này nó sẽ nói về gì đây? Đoạn số 2 này nói là gì? Going abroad to live requires a lot of preparations. Okay. Khi mà bạn đi ra nước ngoài đó, thì bạn phải sao? Bạn phải chuẩn bị, được chưa? Rồi. Thế thì nhiều bạn sẽ chọn câu C chắc luôn, tại vì câu C nó là một cái câu ngay trong bài luôn mà. Reverse culture shock. Đây. Sốc văn hóa ngược có thể tồi tệ hơn nhiều so với sốc văn hóa. Đấy, nhưng mà the main idea of the passage là cái việc mà từ cái sự việc là sốc văn hóa ngược nó tệ hơn cái sốc văn hóa đó, thì mình sẽ suy ra là bạn đi đâu đó thì bạn cũng phải gì có sự chuẩn bị hết, thì cái đó mới là ý chính, được chưa? Rồi. Và nếu như mà chọn câu A thì sao? Most people don't expect to experience culture shock. Chỗ này á, bạn never expected it, trong cái bài nó có cái cụm này never expected it, nhưng mà cái it này nè, nó không phải là culture shock mà nó là gì? Reverse culture shock. Đấy, chứ không phải là culture shock. Được chưa? Câu B thì sao? When you do to another country to live, when you go to another country to live, you feel depressed. Câu này cũng không có phải là ý chính trong bài nữa, nó chỉ có đề cập đến một cái câu là chỉ có cảm giác của cái bà này thôi, của cái tác giả thôi, chứ không phải là cảm giác của đa số ha. Đây không phải là một cái bài. Để cái đoạn này không phải là một cái bài, một cái đoạn nói về đa số mọi người ha. Nó chỉ nói về cảm xúc của bà thôi. Câu 8 thì xong rồi. Mundane. Chữ mundane này thầy có nói rồi trong chương trình, khi mà thầy nói về chủ đề work and jobs. Thì chỗ này nếu mà bạn không biết bạn hãy đọc nhé. Be prepared for boredom. Đấy, boredom là chắc chắn phải biết, tại vì bored là chán nản, đúng chưa? Đấy, boredom là phải biết rồi. Ok, boredom. Thế thì bạn hãy phải chuẩn bị cho boredom đi, khi mà bạn phải chuẩn bị đương đầu với sự chán nản đi, tại vì bạn khi mà bạn ở nước ngoài đó thì tất cả mọi thứ nó đều là mới đó. Ừ.
ra nước ngoài đi, mình sẽ thấy là nó nhiều cái mới lắm. Performing random tasks or simply listening to everyday conversation in a country where you cannot speak the language well can be exalted or even exciting. Okay, cái việc mà bạn làm những cái task, những cái công việc mà chán nản, chán chường đúng không? Thì chỗ này chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là routine. Routine là theo thói quen, nó có nghĩa là hàng ngày chứ nó không có phải là một cái gì đó extraordinary. Extraordinary là phi thường, formal là nghiêm túc, odd là kỳ dị, kỳ lạ. Thì cái mundane task là những cái task mà mình làm hàng ngày ha. Đấy. Những task mà nó hơi bị chán là mình làm hàng ngày đó. Thì best, closest in meaning to là routine. Đấy. Là chữ routine. Câu 10. In paragraph 5, we can infer that paragraph này là paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Đây. People might not understand the new you. Người ta không biết cái con người mới của bạn đâu. It's not uncommon for people who live abroad for many years to adopt some new ideas or way of thinking. Okay, more often than not, they become more open-minded and understanding of the world around them. Just remember, though, that people who have not left their homeland and who have not had the experiences you have had will probably look at you like you have arrived from another planet. Okay, thì các bạn có đại ý của đoạn này có nghĩa là gì? Người ta có thể không hiểu bạn là tại vì bạn đi đến, bạn có những cái khác người ta, đúng chưa? Bạn có những cái tư duy mới chẳng hạn này. Thì cái đó là điều hiển nhiên thôi nha. Tại vì người ta chỉ ở nước của người ta thôi. Và khi bạn trở về, đi du học bạn trở về đi, khi bạn nhuộm tóc hay là khi bạn cái ngoại hình của bạn changed để mà bạn adapt với cái culture bên kia đó, thì có thể người ta sẽ không có gì. Người ta sẽ không có thấy là bạn quen thuộc, có thể là nhìn hơi xa lánh bạn tí. Cái đại ý của bạn là như vậy. Mà cái đó là điều bình thường ha. Just remember. Đấy. Điều là điều bình thường thôi. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có câu 10. Câu 10 dây, câu 10 này chúng ta sẽ chọn cái gì? Ok. Câu C. Đúng không? Câu C. The writer became more open-minded while she was abroad. Đấy. Được chưa? They become more open-minded. It's not uncommon. Có nghĩa là it is uncommon đó. Bỏ not, bỏ in đi. Cái việc mà người ta sống ở nước ngoài, mấy người sống ở nước ngoài có những cái ý tưởng mới hay là có những cái cách suy nghĩ mới thì rất là bình thường. Đã đọc không kỹ là coi chừng lộn nha. Not uncommon, bỏ hai ngày đi là ra is common. Cái điều đó rất là bình thường. Hơn thế nữa là người ta sẽ trở nên là cởi mở hơn và người ta sẽ tăng cái sự hiểu biết về thế giới xung quanh người ta hơn. Đấy, cho nên là mình sẽ chọn câu C, được chưa? Rồi. Cái bà này á, cái người viết á là người ta đi luôn á nha. Người viết là người ta đang kể lại cái việc mà người ta đi ra bên the US đấy, chứ không phải là bà. Chứ phải là bà felt, bà cảm thấy cái người Mỹ người ta open minded đâu nha. Đây là bà đang nói cái gì? Bà đang nói là gì? Những người mà sống ở nước ngoài thôi, người ta không có nói là người Mỹ nha. Những người ví dụ mình đi sống ở nước ngoài đi. Đấy, chứ người ta không nói là the US, là người Mỹ, không có. Okay. Câu 11. What does the writer mean by trapped in paragraph 6? Trapped nó cũng có nhiều nghĩa. Này, như coi trapped có nghĩa của bạn, mấy bạn Gen Z là trapped là nghĩa khác đúng không? Coi cái này là thử coi là nghĩa gì. The worst feeling of all might be that of being trapped. À, cái cảm giác tệ nhất là cảm giác bị trap. Nghe tới đây cũng hơi nghĩ là cái nghĩ trap kia. Coi tiếp. After returning to Germany from the United States, I suddenly feel like I might never be able to leave Germany again. Sau khi mà trở về Đức đó, thì tôi cảm giác là tôi không có rời Đức được nữa. Đấy. Rõ ràng là cái điều đó không có thật đâu. Nhưng mà cái cảm giác đó nó rất là mạnh mẽ. Nghĩa là khi bạn đi du học từ Mỹ về, tự nhiên bạn trở về nước mình chẳng hạn, bạn thấy là à rồi tao trở về nước Việt Nam rồi, cái phải làm việc ở đây, không có cơ hội đi nữa, thì cái đó sai, không mình có thể đi nữa mà. Thì cái chữ trap này là gì?
unable to gì? To leave Germany, đúng rồi, unable to leave Germany, câu D chưa? Dịch theo nghĩa trong bài nhá. Ok, the writer mean mà. Này, dịch theo trong bài nhá. Rồi, câu 12. What does the writer say is the worst part of reverse culture shock? Ok, the worst part of reverse culture shock nha. Thì cái này nó không có chỉ đoạn nào hết á, đúng không? Không chỉ đoạn nào hết, cho nên mình phải là gì? Đọc này. Đây đây đây, the worst feeling of all này. Đấy, thì thấy là ngay chỗ trap luôn nè. Thì being trapped. Thì đại loại là bạn nào đọc bài rồi thì sẽ biết cái reverse culture shock nó là cái gì. Đây thì cho bạn thêm một cái background knowledge nữa nè. Đó. Mic nhỏ hả? Mic nhỏ. Alo 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 alo. Ok, được chưa? Alo 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 alo. Ok không? Này. Thì cái reverse culture shock là gì? Giả dụ như bạn là một du học sinh đi, đúng không? Bạn đi du học nước ngoài and then bạn come back to Việt Nam. Thì bạn khi mà đi du học nước ngoài thì bạn sẽ có những cái style của, you know, foreign students, right? Được chưa? Đây mình sẽ có những cái style của foreign students và bạn trở về Việt Nam đó. Ủa, bạn thấy những cái đứa mà cùng trang lứa với bạn đó, nó khác bạn quá vậy? Thì cái đó là bạn lại bị shock với chính cái culture của cái nước là cái gì ta? Nước gì? Nước nước mẹ đẻ của mình hả? Motherland. Cái chính với cái quê hương của mình đó. Thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng là một cái dạng bị shock ha, culture shock, reverse culture shock, shock ngược. Sóc văn hóa ngược, được chưa? Rồi, thì chỗ này câu thì biết cái reverse culture shock là cái gì? Đây, câu 13, the writer wishes she had. Cái người viết cho rằng là người viết ước rằng là cô ấy đã gì? Đây là wish và 3 nè. Sự việc xảy ra quá khứ mà mình ước thì mình viết và 3. Đúng không? Rồi, thì cô ước cái gì đây? Cô ước cái gì? Ok, giờ mình phải coi lại nha, tại vì nó không có cái này, nó không có chỉ cái đoạn máy cho mình, đúng không? Rồi. Thì nhớ nha, nhớ là như vậy nè. Nhớ như vậy là tại vì nhớ là trong cái bài thi chính thức đó có những cái người ta không có để cái đoạn máy cho mình đọc đâu, được chưa? Đấy. Rồi, đọc cái đoạn này nè. The main reason was because I weren't prepared. I never expected it. The best way to fix culture shock is to know how it might strike. Đấy. Thì câu này cổ đang ước là gì? Cổ chuẩn bị, cổ có thể chuẩn bị, đúng không? Đấy. I never expected it. Cổ không có chuẩn bị trước được cái reverse culture shock. Cổ đâu có biết là cái đó nó là cái gì. Mình chỉ biết là mình ra nước ngoài thì có thể mình bị sốc văn hóa bên nước ngoài thôi. Đó. Được chưa? Đấy, nhưng mà cái reverse culture shock thì mình không expect được, thì cho nên là cổ sẽ gì? Cổ sẽ có thể ước, cổ sẽ infer ra được là cổ sẽ ước là cổ phải chuẩn bị tinh thần, đúng không? Đấy, cho cái cú sốc văn hóa trước khi mà về nhà của cổ, trước khi về lại Đức đó. Được chưa? Đây. I wish I had known before returning home. Được chưa? Đấy. Dễ đúng không nè, bài này 7 câu hả? Mấy câu? 1 2 3 4 5 6 7. Đó, cái bài 7 câu mà dễ không? Ra thi thì cái mức này là nếu mà gặp cái mức này á thì rất là sướng ha. Rồi, 6 trên 7. Bài này dễ đúng không? Đấy. Vẫn 5 trên 7, không được. Bài này dễ mà, sao lại 5 trên 7 được? Người ta hỏi, mấy bạn thấy người ta hỏi nó tập trung một số đoạn không thôi. Có một số đoạn người ta không hỏi gì hết trơn á. Các bạn thấy rõ ràng là thầy chỉ tô một số đoạn, có một số đoạn thầy đâu thèm tô đâu. Thì một số đoạn đó mình trong bài thì mình cũng phải đọc nha, chứ không phải mình thánh mình biết đoạn nào. Mình cũng phải đọc lướt ha, để mình biết coi cái đoạn nó nói về cái gì. Nếu không có thông tin thì mình bỏ qua. Được chưa? Đấy. Phải đọc nha. Đây, người ta hỏi một số câu tập trung thôi. Thì những cái dạng đọc như vậy rất là dễ mọi người.
mọi người làm cái câu đằng trước mà mọi người hiểu cái đoạn đó rồi, câu sau người ta lại hỏi, người ta lại hỏi lại y chang, nó rất là dễ cho mình, mình đã hiểu rõ rồi. Đấy, người ta không có khai thác một cái vấn đề mới nữa. Right, what does this passage mainly discuss? Câu tiêu đề này như thế nào? Qua học cái câu tiêu đề rồi, cái bước đầu tiên là mình phải đọc cái gì? Đọc cái câu đầu trước. Đấy, sau đó sẽ đọc, nếu mà có nó có nhiều đoạn thì sẽ đọc cái những cái câu đầu tiên của những cái đoạn đó và đọc cái câu cuối của cả bài, được không? Đấy. Và cái đoạn này, cái này nè, luôn luôn để làm cuối nha. Làm cuối nha thầy. Đó, chứ không có làm đầu tiên, được chưa? Rồi. Thì bây giờ nếu thì câu 14 này thầy sửa luôn. Đoạn văn này nói về cái gì? Đáp án là câu gì? Câu B, illusions about the movement of pitched balls. Ok, có nghĩa là những cái ảo ảnh về chuyển động của quả bóng ném. Rồi. Thì mình thấy là gì? Đây. Cái dẫn chứng đây nè. Okay, according to study conducted by a team of engineers and psychologists, the rising fastball and the breaking curveball do not actually exist. They are merely optical illusions. Là những cái gì? Rising fastball, cái việc mà bóng ném nó thẳng và nó nhanh và bóng thay đổi vĩ đạo đó thì không có thực sự tồn tại. Đây thì chữ đây này chính là hai cái thằng mà trong mặt kép nè, được chưa? They are merely optical illusion. Nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là ảo ảnh mà optical là quang học, ảo ảnh về vô quang học thôi, được không? Rồi, ở dưới đây người ta giải thích về đó, đúng không? Rồi, thế thì cái đoạn đây, cái đoạn ở trên này nè, đấy, đoạn ở trên này là cái gì? Nó cũng nói về rising ball và breaking curve ball. Ok. Và nó nói cái này thường là được exacerbating to batters because the ball tend to veer in one direction to another just as they reach home plate. The rising ball zoom forward only to jump up and over the bat that as the batter swings. The breaking curve ball curves towards home plate. But plung gì đó, nói chung là nó đang giải thích về hai cái thuật ngữ trong ngoặc, đúng không? Rồi. Và batters attempt to anticipate these pitches and respond accordingly while pitcher work at perfectly their fast and curveball deliveries. Cái này bạn đọc bạn sẽ không có hiểu cái gì đâu, tại vì từ vựng về thể thao nó rất là, nó không có được. Cái gì ạ? Tự nhiên khịa tôi. Trong nhóm kín cho thoải mái tí, đúng không? Ngoài page thì bật cam để nó nhiều người nó vô coi hơn. Đó. Trong nhóm kín để thoải mái tí, để giãn cho nó chill tí. Rồi đây nè. Thì bây giờ mình sẽ có gì? À, cái đoạn cái nói đâu rồi? Cái những cái thuật ngữ trong thể thao á thì nó không có dễ để chúng ta biết được hết. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta thấy batter, mình dựa vào cái hậu tố er thì mình sẽ biết là gì. Đó là nói về một cái con người, đúng không? Người. Đấy, hậu tố er đấy. Đấy, rồi tiếp theo là gì? Pitcher cũng là một cái con người luôn, thì biết là hai cái loại này là trong cái môn thể thao này. Đấy, giống như football vậy đó, thì nó cũng có những cái thằng tiền vệ, hậu vệ, đúng không? Đó, thì trong đây cũng có thằng batters và thằng pitchers. Ok. Đó. Tự suy ra. Đấy, đây là nói về những cái movement của hai thằng đó, đúng không? Những cái cách di chuyển rồi, nói chung là nó giải thích về luật thôi. Cái đoạn 2 mới gọi là cái đoạn chính nè, đúng không? Rồi. Rồi, còn the difference between fastball and curveballs. Nó không có phân biệt hai cái này, nó chỉ đang là liệt kê ra hai cái này nó là cái gì thôi. Đấy, chứ nó không có nói là hai cái này nó khác biệt ở cái điểm nào. Đúng chưa? Ok. Rồi, tiếp theo, perceptional problems among baseball player. Những cái vấn đề về mặt nhận thức thì các bạn thấy nè, nếu như mà cái bài hôm qua thầy nói, thầy giảng ở ngoài page thì cái này nó là câu hỏi không có gì, không có liên quan đến bài, đúng không? Rồi, tiếp theo câu đi, America favorite pastime, cái môn thể thao yêu thích của người Mỹ, thì nó sao? Not too general.
đúng không? Nó quá là rộng đi. Đấy, không biết là ưa thích là gì, lỡ là nói về môn khác như sao, đúng không? Rồi, the difference between fastball and curveball thì nó không liên quan, được chưa? Rồi, câu 15, which of the following words could best replace the word thrill in line 2? Ok, the word thrill đâu? Đây, no greater thrill. Baseball has been dubbed America's favorite sport, and many fans contend that there is no greater thrill than watching a good pitcher throw gì đó. No, thrill này là gì? Sự hứng thú, đúng không? Tại vì nó đang là gì? Nó đang tân bốc cái môn này, many fans luôn mà. Không có cái sự hứng thú nào hơn là coi cái người gì? Cái người mà tay ném, cái người ném bóng á, ném một cách điêu luyện. Đấy, trong các đường, trong cái gì? Trong các đường giao bóng nhanh và đường giao bóng cong, đúng không? Rồi, này excitement. Remedy là một cái việc khắc phục, cái việc hồi phục ha. Issue là vấn đề. Theo như tác giả thì tại sao cái điều cái sao mà cái việc mà người tại sao người đánh bóng, người batter là người đánh bóng gặp khó khăn khi mà đánh cái rising ball, rising fastball và breaking curveball. Ok, tại sao người đánh bóng lại gặp khó khăn vậy? Thì chỗ này mình sẽ thấy là cái chữ khó khăn này nè là một cái chữ keyword trong cái câu hỏi này. Câu hỏi này là về detail nha. Ok. Đấy. Rồi. Thì mình phải coi cái câu nào đây. Mình sẽ lướt. Ok, mình sẽ lướt tới cái chữ nào mà difficult là liên quan đến nó. Trong đầu mình luôn luôn là phải biết là nó sẽ paraphrase lại, chứ nó không có để nguyên như vậy. Đây. Have difficulty tracking a ball continuously. Đấy. As it approaches and will briefly divert their eye to the spot where they think it up. Ok. Thì có nghĩa là những cái người này sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi một quả bóng, đúng không? Đấy, liên tục. Được chưa? Khi mà nó đến gần. Đấy. Và sẽ chuyển cái mắt của họ đến cái điểm mà họ nghĩ rằng bóng sẽ qua cái đĩa. Ok. Đấy. Tuy nhiên khi mà cái gì? Khi một người đánh bóng đánh giá sai cái tốc độ hoặc là cái góc của cái một cái cú ném, người ta nghĩ sai đó, thì bóng sẽ đột ngột gì? À và như thế nào? Và chuyển, shift là chuyển cái hướng nhìn của họ, đúng không? In this way, chuyển sai luôn, chuyển hướng nhìn sai luôn, thì cái bóng sẽ có thể là gì? Nâng lên hoặc là rớt xuống, và người ta sẽ dẫn đến là gì? Đánh trượt. Ok, như là cái đoạn nói về difficulty. Mình sẽ xét từng câu nha. Đấy. Tại vì sao? Đây, difficulty in tracking the ball continuously, đúng không? Là tại vì họ khi mà họ misjudge, đúng chưa? Họ đánh giá sai cái đường đi của bóng, thì họ sẽ làm sao? Cái đường đi và cái góc bóng, cái tốc độ và cái góc bóng á, thì họ sẽ dẫn đến là họ nhìn sai đánh trượt. Thế thôi, câu A, đúng không? Misjudges the speed and angle of the ball. Ok, cái câu này cũng có misjudge nè. Misjudge the pitcher intention. Không, mình đang đánh giá cái tốc độ và cái đường bóng. Mình nhìn cái bóng, tại vì nhìn cái bóng nó mình không có nhìn continuously được. Người ta ném mình chỉ nhìn được 1 hoặc 2 giây thôi, không có nhìn suốt, không có nhìn xuyên suốt một quá trình nó ném được. Tại vì mình phải đánh lại mà, mình batters nè, mình phải đánh cái bóng lại mà, đúng không? Đấy, chứ mình đâu có nhìn hoài là mình không đánh, không có giao bóng lại hả, đúng không? Đấy, chứ không phải là mình sẽ misjudge cái picture intention, người ta nghĩ cái gì, người ta dự định cái gì, làm sao mình biết được? Trong bài không có, đúng không? Rồi, because the ball, cô bị sao? Because the ball veered just before reaching home plate. Bởi vì quả bóng xoay ngay trước khi tới tấm lưới nhà, nó có chữ veer, đúng không? Thì thầy nói rồi, người ta sẽ dùng những cái câu mà nó, những cái câu đáp án nhiễu nó sẽ dùng lại từ vựng mà trong bài, đúng chưa? Đâu rồi? Từ chữ veer đâu rồi?
Nên cái đoạn này là không có rồi đúng không? Đấy, cái đoạn mà nói về difficulty là không có rồi. Nhưng mà phía trên này nó có dùng chữ V nè. Đấy, đâu rồi? Đâu rồi ta? Thực ra trong thi thì các bạn chỉ cần coi cái đoạn mà nó nói về cái vấn đề đó thôi nha. Đây, này này. Đây, because the this ball tend to veer. Veer là gì? Veer là xoay ấy. In one direction or the other just as they reach the home plate. Đấy. Ok. Cái quả bóng nó thường nó chuyển, nó xoay đúng không? Trước khi nó phải xoay theo một cái hướng, hoặc là hướng này hoặc hướng khác trước khi mà họ trước khi mà cái quả bóng nó gì nó chạm đến cái đĩa nhà, được chưa? Cho nên người ta mới xác định, người ta mới đẻ ra hai cái thuật ngữ là rising fastball và gì và breaking curveball đấy nhá. Nhưng mà nó không có nói, đây không phải là vấn đề. Như cái OD cũng vậy, cũng không đề cập nè. Câu 17 theo như đoạn 2 thì chữ D nói về cái gì? Chữ D đâu? Đây đúng không? Đây thì chính là hai thuật ngữ này đúng không? Đây câu đi, the rising fastball and the breaking curveball. 18 theo như đoạn văn này thì cái illusion of the rising fastball and the breaking curveball produced, thì tại sao mà hai cái này nó được sản xuất, có nghĩa là được tạo ra như thế nào á, tại sao mà lại có hai cái thằng này? Này thì mình lại coi về cái gì, mình lại coi về cái đoạn phía trên, đúng chưa? Ok. Đây, coi lại này nè. Coi về phía trên tí. The studies reveal that batters perceive the ball as approaching more slowly or falling more quickly than it actually is. Có nghĩa là do cái người gì? Do cái người đánh bóng á, cảm nhận cái quả bóng thôi. Cảm nhận quả bóng gì? Chậm hơn hoặc là rơi nhanh hơn so với thực tế. Và cái này nó mới tạo ra cái gì? Ảo giác, đúng không? Thì do cái người gì? Do cái người đánh bóng không có theo dõi được cái bóng chính xác, câu B. Chứ không phải là do cái study nha. Cái study này để biết tìm cái lý do thôi, hiểu không? Nghiên cứu này là để tìm cái lý do tại sao thôi, chứ không phải là tại cái nghiên cứu này mà cái quả bóng, tại cái nghiên cứu này mà nó mới có hai cái hiện tượng này, không có nhé. Rồi bây giờ thầy qua tiếp. Thế thì bao nhiêu trên 5 vậy? Xong rồi đó, xong hai bài đọc rồi đó, khỏe ghê. Giờ mình chỉ có làm trắc nghiệm thôi. Bao nhiêu trên 5 vậy? Nói chung là mình không có được quá suy luận với những câu detail nha. Đấy, với những câu mà nói về chi tiết là nó có trong bài hết. Mình phải luôn luôn phải tâm niệm là nó sẽ có keyword. Keyword nó có thể là giữ nguyên hoặc nó có thể được paraphrased. Đấy. Rồi, tiếp nha. Câu 19 nè. Thì hai câu giao tiếp là cũng phải là hai câu mà chúng ta phải làm được. Được chưa? Hai câu giao tiếp đấy. Hai câu rất là quan trọng để chúng ta lấy điểm, không có được miss hai câu này. Tom is apologizing to Peter. Đâu rồi? For being late. Ok, bỏ chữ gì đi. Right, sorry I'm late, Peter. My car has broken down on the way here. Rồi, xin lỗi vì tôi trễ nha Peter, và tại vì cái xe của tôi nó bị hỏng rồi đó, trên đường tới đây. Peter nói gì? That's alright, được rồi, không sao đâu. Rồi, rồi câu đi đi sao? Không, tôi không phiền chút nào, không. Câu mà I wouldn't mind là khi người ta hỏi là would you mind? Gì đó, bạn có phiền không thì mình mới trả lời như vậy ha. Câu A cũng được. Well, it's worth a try. Chà, rất đáng để thử, không? Người ta đâu rủ mình thử gì đâu mà rất đáng để thử. Câu đi, không phải việc của tôi.
không liên quan. 20. Sue and Mira are talking about the use of mobile phone in class. Sue nói, students should not be allowed to use mobile phone in class. Đưa ra một cái nhận định ha, đưa một cái nhận định. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Not really, không hẳn. No way, không được, nó rất là hữu ích mà. Okay, I'm not the opposite opinion. Và câu D là I quite agree. Tôi khá đồng ý đó. Thì câu 20 này là câu D. Đúng không? Chỗ này thì nó chưa có nó chưa, cái đề này nó chưa có ra chặt, là tại vì nó phải có thêm một câu dẫn chứng để mà rõ hơn. Đấy, mà rõ hơn là not really hay là agree. Được chưa? Nhưng mà chỗ này thì xét là I quite agree nó có vẻ là hợp lý, tại vì theo luật của nhà trường đó thì trong gì vậy? À thì trong tiết học thì mình sẽ không có được sử dụng điện thoại ha, ngoại trừ dùng để mục đích học tập thôi, thì mình nên chọn câu đi. Nhá. Yeah. Rồi, tiếp theo câu cái phần điền từ, phần close. Right. The final years of secondary school are generally regarded as a fairly stressful period for students. Đúng không? Năm cuối là cái năm rất là căng thẳng. There are exams to get ready for, decisions about the future to be made, and many other aspects of growing up to come. To come to gì? Ok, rất là nhiều cái khía cạnh mà phải là come to terms with. Ok, come to terms with là đối diện với cái gì, thường là đối diện với khó khăn, đối diện với thử thách ha. Come to terms with, các bạn có nói đang come to terms with anything không? Bạn có đang đối diện với khó khăn không vậy? Có không? Có ai chưa biết mình phải mình chọn cái ngành gì, nghề gì không? Đối diện với giấc ngủ hả? Đối diện với giấc ngủ hả? Thật ra bây giờ là phải học nhưng mà cũng phải chăm chút cho sức khỏe nha. Tại vì nếu mà thi mà các bạn quá là stressed ấy, nếu bạn quá là stressed ấy, thì you know, bạn ra thi coi như bạn xỉu đó, là bạn bị đau bụng hay là bạn bị nhức đầu đấy. Được chưa? Cho nên là mình phải cái gì? Come to terms with X4. Thiệt không? Rồi tiếp. It may seem surprising that students have enough time and energy left for forming relationships. Ở đây là hình thành cái mối quan hệ thì rất là ít. Đúng rồi, toàn là hình thành cái mối quan hệ với đề, với tài liệu, với các video livestream chẳng hạn. Chứ mối quan hệ bạn bè hay là gia đình thì ta sẽ không có vun đắp nhiều trong giai đoạn này, đúng không? Tuy nhiên, chỉ rồi nha, nếu mà nó nhét ở giữa thì cứ đọc dịch ở đây. Đấy. Tuy nhiên thì đối với nhiều người thì những cái mối quan hệ này nó sao nó đóng vai trò, một cái vai trò quan trọng cho cái gì? Cho cái sự, đời sống xã hội và cái sự phát triển cá nhân của họ. But what are most teenagers looking for in high school romance? Ok, đó. High school romance. For. Thì chỗ này là gì? For gì? For some. Ok, đối với một vài người đấy. Thì bạn lưu ý là for, cái chữ some này nó không có cần danh từ đi sau cũng được. Mình sẽ tự biết là some là một vài người. For some, đối với một vài người thì đó là cơ hội để chia sẻ khoảng thời gian khám phá và phiêu lưu, đúng không? Đấy, và khám phá và phiêu lưu, khoảng thời gian này rất là tuyệt vời với
cái người đó với người khác, đúng không? 23. They appreciate having a loyal friend. Loyal friend là người. Người thì mình sẽ xét coi là chủ ngữ hay là tân ngữ, thì chỗ này là chủ ngữ, là tại vì nó có will be phía sau, được chưa? Câu này chưa có chủ ngữ cho nên phải chọn who, không có chọn whom được. Rồi. Đấy. If it stand by them in time of need or difficulty, someone they can put the trust in, someone who to whom their secrets can be secret, keep secret, đúng không? Đấy. Who trust mà secret tone làm sao được, chơi gì chơi, ai chơi, đúng không? Đấy. They can put their trust in, một cái người mà họ có thể tin tưởng, một người mà những cái bí mật của họ có thể được gì? Có thể được kept. Có ai chọn câu C không? Câu 24 có ai chọn câu C không? Có. Bỏ câu C đi, bôi câu C đi. Bôi câu C đi. Chỗ này là câu B đó. Tại sao? Tại sao phải là câu B? Thấy cái chữ to không? To whom phải để ý giới từ. Có nghĩa là chỗ này không phải là cái bí mật của họ được nói ra, mình kể với một đứa nào đó là tụi nó nói ra tùm lum tà la, không phải. Một cái người mà bạn, mà những cái bí mật của họ có thể được kể với, có chữ to mà, đúng không? Talk to somebody, kể với cái người đó, là tâm sự với người đó đó. Đấy, là câu B mới đúng ha, nó có chữ to. Còn chữ kept làm gì có giới từ to nữa, đúng chưa? Đối với những người khác, for others, it is an opportunity to experience with emotion ideas. Okay, right. Mình sẽ có là gì? Of, thì mình sẽ không có at a result of, despite of là không có nè. Instead of, in case of, thì cái này mình sẽ chọn instead of, là thay vì. Xin lỗi, quên. Dịch lại nè. Này, câu 25. Này, đối với những người khác thì đó là cơ hội để mà sao? Để mà thử nghiệm cảm xúc và ý tưởng. Được chưa? Và cái việc mà sự thử nghiệm cảm xúc và thử nghiệm cái những cái ideas này nè, thì cái việc này sẽ cho họ gì? They learn what it's like to feel committed to one other person. Kết quả của những cái này đó thì mình sẽ chọn là at a result of. Đúng rồi. Đấy. Được chưa? As a result of, kết quả là khi mà trong một cái mối quan hệ thì họ học được cái cảm giác mà cam kết với một người là như thế nào, cảm giác mà lo lắng cho một người đó. Đấy. Được chưa? Thì as a result of. Rồi, được chưa? Đấy. Cho chữ instead of đấy, cho chữ instead of đầu câu, in case, despite of, đứa nào chọn despite là coi như là thôi rồi nữa nha. Đấy, chỗ này despite là loại ngay đầu tiên rồi. Đấy, cho chữ instead of. Đấy. Dịch nghĩa nha, cho nên là làm mấy câu này á, nhìn sơ bốn đáp án đi. Đấy. Chứ đừng có thấy là instead of, có instead of nè, rồi one vô xong. Đâu phải có mình chữ instead nó đi với of. Rồi bao nhiêu trên 5? Bao nhiêu trên 5 mọi người? Đây chữ tiếp. We haven't been to the concert for over years. Ok, câu vậy thì thôi. Một năm rồi mình không có đến concert. Thì the last time we went, phải dùng quá khứ đơn, đúng chưa? Rồi, không có cần dùng since. Bạn thấy là the last time giống nhau thì cắt cái này không? Thì xét ở phía sau không? We went to the concert was over a year. Were over a year. Chỗ này phải chia là gì? Was thôi, câu A. Số ít thôi, đúng không? Time số ít mà. Rồi, câu 17, 27. I have never been to Russia. I think I shall go there next year. Bill nói. Thì chỗ này Bill nói đúng không? Bill say that. Have never been. Thì chỗ này đâu có dùng would.
Và câu này phải lùi thì bỏ câu B và câu C, đúng không? To Russia and he think. He thinks he will go. À, he will go. Chỗ này chữ will nó hơi lạ lạ đúng không? Chỗ này will nó hơi lạ lạ, ý là nó không có lùi thì. Tuy nhiên như thế nào? Nó sai thì nó sai ngay chữ think này, chứ không phải nó sai ngay chữ will nha. Đấy. Chỗ này nếu chữ think này là hiện tại đơn thì không có lùi thì trong động trong câu trường hợp là đúng. Tuy nhiên nó sai từ chữ think, tại vì cái hành động mà thằng Bill nó nói câu này là nói rồi. Nói là nó nói rồi. Đấy, chữ said, được chưa? Đấy, chỗ này phải là gì? And he thought he would go there. Được chưa? Đấy, cho nên câu A là bỏ liền, chọn câu D. Bill said that he had never been to Russia and he thought he would go there the following year. Đấy. Phải làm lại những cái câu mà biến đổi như thế này nhá. Tại vì các bạn làm những cái đề mà dễ đó, người ta sẽ cho những cái từ mà giống như hôm bữa đó, promised, admitted, denied. Đấy. Thì những cái từ đó các bạn, những cái câu mà trần thuật cái loại như thế đó, thì bạn chỉ cần biết cái từ, cái nghĩa của động từ tường thuật thôi là các bạn đã làm được rồi nha. Thì những câu đó các bạn cũng luyện, mình đầu những cái đề đầu tiên chúng ta đã luyện rồi. Đấy. Thì những đề phía sau này chúng ta phải tập ôn lại, đúng không? Cái dạng câu trần thuật mà cơ bản, nhiều khi bạn dạng cơ bản mà lại quên đấy. Những câu mà có biến đổi lắc nhắc đấy, thì phải nhớ những cách biến đổi của nó. 28. It was careless of you to leave the window open last night. Bạn rất là bất cẩn nha, bạn để cái cửa sổ vậy đó, mở vậy đó tối qua. Rồi, you are so scared that you left the window open that night, last night. You are so scared. Cái này scared là quá khứ rồi, bỏ. You shouldn't have left the windows open last night. Đúng, câu B. Bạn đáng lẽ ra không nên. Khi bạn dùng cái shouldn't have left là rẽ ra không nên, thì bạn đã có cái ý là chửi rồi. Đấy. Cho nên bạn không có cần nói là you were scared hay gì nữa ha. Được chưa? You might have been scared. Bạn có vẻ là gì? Bạn có lẽ là bất cẩn. Có nghĩa là mình dự đoán là tối hôm qua có vẻ như bạn bất cẩn. Không, này đang chửi thẳng luôn, không có vẻ gì hết trơn á nha. We'll see. You shouldn't leave the window open last night. Không. Shouldn't leave. Shouldn't verb be là dùng cho gì mọi người? Dùng cho hiện tại. Ví dụ ở đây thầy đang nói chuyện với bạn này, khuyên là các bạn đi ngủ đi nè. You should go to bed right now. Dùng cho hiện tại. Còn dùng cho quá khứ nè thì dùng phải là dùng gì? Shouldn't have left mới đúng. 29. Đề này là đề, không phải đề KOS nha, nói oan cho người ta không à. Đề này là đề của Sở Gia Lai. Đề này để Sở Gia Lai bạn ơi. Phải đề KOS nha. Bây giờ là tôi chọn để tôi cho mọi người làm để biết thôi. Cái gì lộ đâu? Lỗ đâu trời, thiệt luôn á. Where? Đâu, nhắn tin nhắn nhẹ qua cho thầy xem nha. Rồi tiếp nè. My elder brother often get me to polish his shoes when we were young. When we were young, đúng không? Thì phải là gì? Quá khứ rồi, got. Đúng không? Còn mình cái cấu trúc nhờ vả các bạn nhớ không? Là get somebody to do something. Đúng không? Get somebody to do something. Đấy là bằng với have somebody do something. Nhá. Yeah. Rồi. Right. Have somebody do something, get somebody to do something. Yeah.
Đây thì câu cấu trúc này đúng. Polish là đánh bóng cái giày á. Okay, polish đánh bóng. That that thì là đúng nhé. Chỗ này bạn không dùng that, bạn muốn nói câu này thì dùng phải which, nhưng mà nếu bạn tách ra rồi đó thì ok, chấm câu mới rồi thì ok, không sao hết. Câu 30. Many teenagers are different from adults in his, là sai, teenager số nhiều mà. Chỗ này là phải gì? Quên. Chỗ này phải là his. Câu D đổi thành there. Đúng không? 31. The treatment for people addicted to tranquilizer includes training in stress management and relaxation techniques. Treatment, cái người mà bị nghiện cái gì đó thì mình sẽ là addicted. Ok. Rồi. Qua phần trắc nghiệm nào, 32. À 32, trắc nghiệm qua trắc nghiệm rồi comment sung lên nha. Đừng có xìu xìu nữa đó. Câu hỏi đuôi nè, you have to leave early. À. 32 gì? Ba hai Uyên Thanh chọn đi, bạn khác sao? Hòa Mai chọn B. Đấy, hay có sự khác biệt chưa? Rồi, chỗ này nè. Cái chữ have to này nè. Thì thầy nói rồi ha. Khi mà cái câu mà nó là những cái modal verb là have to. Đấy, thì chúng ta phải dùng trợ động từ là do hoặc là don't như là bình thường, như là cái động từ thường vậy đấy. Thì chúng ta sẽ không có dùng lại chữ have. Chữ have chỉ dùng trong câu hỏi đuôi khi cái câu đó đó phía trước nó là thì hoàn thành thôi. Được chưa? Thì hoàn thành thôi. Cụ thể đối với chữ have thì là thì hiện tại hoàn thành thôi. Này không phải thì hiện tại hoàn thành, nó là have to, là một cái modal verb. Ok, cho nên chúng ta sẽ dùng là gì? Câu D, don't you. Ở đây dấu cộng, phía sau dấu trừ, nhớ đổi. Some animals have a remarkable ability to themselves to changing environment. To gì? Đây là những cái từ cùng trường nghĩa nè. Thì to gì đây? Câu 33. To adapt themselves, to adapt oneself to làm gì đó thì là để thích nghi với cái gì đó ha. Còn fit là để, là vừa vào cái gì đó thôi. Khớp, match là khớp với, còn suit là phù hợp với, đúng không? Còn bạn thay đổi đấy, bạn thích nghi thì bạn sẽ dùng đúng nhất là từ adapt, thích nghi. Thế thì còn cái chữ adjust, adjust, từ adjust này là thay đổi gì? Chỉnh sửa lại quần áo, đúng không? Chỉnh sửa lại trang phục. Cái chữ adjust thì mới vừa ghim nè. Thì đây là chỉnh sửa lại trang phục. 34. I like to watch the parade. Ok. Cái ngày, đúng không? Ngày quốc khánh thì là gì? Giới từ gì? Giới từ đi với ngày là chỉ có câu C, on. Chờ. Ngày là on hết. Rồi. English vocabulary you know, the better you speak. Bạn biết nhiều từ vựng hơn thì bạn sẽ nói tiếng Anh hay hơn. Chưa chắc đâu, không cần biết quá nhiều từ. Chúng ta sẽ có cấu trúc ngoài cái cấu trúc so sánh hơn đối với tính từ, thì chúng ta còn có cấu trúc là the more cộng với là danh từ, đúng chưa? Phía sau vẫn là subject verb bình thường thôi, được chưa? Nhưng mà danh từ thì cũng bưng lên, nếu mà có câu mà có danh từ thì cũng bưng lên sau cái the more nha. Rồi phía sau cũng là so sánh hơn bình thường, phía sau nó có thể là so sánh hơn với tính từ, so sánh hơn với danh từ, so sánh kém hơn thì kệ. Bữa chúng ta đã học trong cái chuyên đề ngữ pháp rồi ha. Hai cái vế của cái dạng double comparative này nó không bắt buộc phải giống nhau. Chờ, tùy vào cái nghĩa của câu thôi. Được không? Rồi, câu 36. Miss Hoare is a. Thấy chữ beautiful thôi, khoanh luôn. Thấy trong câu không có cái chữ câu nào mà chữ có chữ beautiful hết á. Rồi, khoanh luôn. Qua. 37.
37 là cái sự hòa hợp bài thi nè các bạn. Thầy cho các bạn comment, thầy không thầy muốn các bạn coi coi các bạn có chắc cái này chưa. Tại vì các bạn sẽ cái dạng này sẽ rất nhiều bạn không chắc, mình chắc rồi là mình hơn ta rồi. Ba bảy, Uyên Thanh chọn đi. Ok, chỗ này nè, I will return it to you. Gạch hết mấy cái thằng nào mà là gì đi, là quá khứ đi. Chỗ này chọn câu đi là tốt nhất. Tại vì finish là một cái hành động ngắn, đúng không? Xong là xong chứ không có là gì, đang xong, không có đang xong. Cho nên là have finished. Và hiện tại hoàn thành nó nhấn mạnh cái tính hoàn tất của hành động là hoàn toàn đúng nha. Không nhất thiết là phải dùng hiện tại đơn đâu nha. 38 many houses. Houses số nhiều đúng không? Số nhiều bỏ câu A liền. Đây là bị động thì là gì? Were destroyed. 39 đây gì đó. Đây gì? Đây là số nhiều rồi bỏ cái câu này rồi. When her boss called for meeting, đang thảo luận thì tự nhiên bị gọi đi họp thì chúng ta sẽ có câu C. Chứ hành động đang xảy ra bị ngắt bởi một hành động khác. Rồi. Đối với dạng rút gọn này thì thầy sẽ cho các bạn comment. 40. Dạng này cũng rất nhiều bạn vẫn chưa chắc và vẫn đang gọi là sao? Học tủ. Rất nhiều bạn chưa chắc cái dạng này. Đấy, vẫn chưa nhiều bạn chưa chắc câu 40 lắm, hãy comment thử. Đấy, vẫn còn sự khác biệt đấy. Vẫn còn sự khác biệt đấy. Một số bạn vẫn chọn sai này. Ok, thì chỗ này chúng ta sẽ có gì đây? Cái cách làm là luôn luôn phải nói gì? Luôn luôn phải coi cái chủ ngữ câu sau và luôn luôn phải coi những cái động từ trong cái đáp án. Thì thường bóc đại một cái động từ nào trong một đáp án được rồi, tại vì động từ trong bốn đáp án là giống nhau. Được chưa? Coi cái liên kết giữa hai này là bị động hay chủ động trước đi. Award là thưởng, đúng không? Thưởng cái gì đó. Thì cái tôi nè, tôi vào một trong những cái trường học đại học danh tiếng, đúng không? Thì là phải tôi được thưởng cái học bổng chứ, là phải là có pin chứ, đúng chưa? Thiếu pin là bị mất, bị động là sai rồi. Được chưa? 41 là về work form, bỏ ngay chữ sense đi. Thì chỗ này mình sẽ có là chữ sensible, đúng không? Câu này thì nó đang nâng cái mức khó lên, nó có hai cái tính từ lận. Thì mình cũng học rồi, mình biết mà. Chữ sensible là gì? Thông minh, đúng không? Hợp lý. Đấy. Còn cái chữ sensitive là nhạy cảm, kiểu đụng chút nhẹ là khóc ấy, dễ khóc ấy. Chưa? Sensible là thông minh. 42, dù cái người huấn luyện viên ban đầu không nghĩ cô ấy là một cái người tay vợt giỏi đâu, nhưng mà cô ấy đã trở thành một nhà vô địch, đúng không? Cô ấy trở nên là thì mình sẽ có cái phrase verb quá là quen thuộc rồi, turn out. Còn came round là gì? Là ghé thăm hoặc là tỉnh lại, đúng chưa? Turn up là xuất hiện nè, hoặc là dặn lớn lên, volume lên nè. Go out là ra ngoài. Rồi, Mr. Sim Skims is a big gì đó in the company. Ok, một cái ông lớn trong công ty thì mình sẽ có là gì? A big cheese. Một ông lớn trong công ty. Đúng chưa? A big cheese. Hôm nay mọi người đi coi đá banh hết rồi hả? Không thấy ai hết. Bạn có nhiều bạn không comment nè. Nhiều bạn đang xem mà không có comment. Câu 44, she has decided to move to Portland. Ok, thì chỗ này thấy là một cái mệnh đề rồi. Bỏ ngay because of, inspired of. There are more opportunities. Cho nên cậu quyết định, đúng không? Đây là mối quan hệ về nguyên nhân kết quả. Đây là nguyên nhân because có nhiều cái gọi là cơ hội việc làm hơn, cho nên cổ đi đến đâu.
đi đến Portland. Rồi, chỗ này George has cái gì đó, George có một cái gì, a sweet tooth, này nói rồi trong cái chuyên đề thành ngữ có dạy rồi. A sweet tooth là những cái gì, là cái răng ngọt, có nghĩa là anh này rất là thích ăn ngọt, phải rất là hảo ngọt ấy. Được chưa? Anh ấy thích ăn bánh ngọt nè, kem nè, bất thứ cái thứ gì ngọt ngào. Chữ này đọc là sweet, là âm y nha. Còn cái chữ này nè, đọc là sweat, âm e là mồ hôi ha. Đấy. 46. You've all gì đó, the point. Đấy. Collocation. Tất cả các bạn đều hiểu sai ý rồi. Bản thân bộ phim không có phân biệt chủng tộc. Bạn hiểu sai ý rồi, chúng ta sẽ có là gì? Ok, câu C, missed the point. Ok, missed the point. Đấy. 47. His report you know, his report was harshly criticized by fellow students. Ok, cái báo cáo của ông ta đã bị chỉ trích gay gắt. Mong harshly, hay coi coi opposite nha. Thì chúng ta sẽ có trái nghĩa là gì? Gently, là nhẹ nhàng, đúng không? Đấy. Cái gently và cái softly nó khác nhau. Softly là nhẹ nhàng theo kiểu nghĩa đen. Đấy, nhẹ nhàng hay kiểu nghĩa đen. Còn cái nhẹ nhàng mà kiểu lời nói nhẹ nhàng, chúng ta sẽ best là gently. Được chưa? Câu 48, I really like him but I'm confused. He seemed to blow hot and cold. Cái này nói rồi luôn. Blow hot and cold có nghĩa là gì? Thường là thay đổi thất thường này, nắng mưa thất thường này. Thì nó là gì? Trái nghĩa là constant. Đấy. Constant là kiểu kiên định, không thay đổi. Được chưa? Trong toán là hàng số đấy. 49. Closest. Vào khoảng năm 150 trước công nguyên, before Christ, nhà thiên văn học người Hy Lạp gì đó đã phát triển một hệ thống mà phân loại, đúng không? Phân loại là gì? Diversify hay là categorize, cái nào? Categorize. Tại vì diversify là đa dạng hóa, không phải phân loại. Categorize là phân loại nè. Nó đi từ cái gì? Category là hạng loại. Divide something into several categories, nhớ không? Rồi. 50. It's the good weather that makes Spain much a popular tourist destination. Popular là phổ biến. Phổ biến thì có nghĩa là gì? Favorite. Phù hợp nhất là favorite. Rồi, xong hết cái đề này rồi. Và bạn nào mà đang coi livestream thì hãy TikTok. Nếu mà chưa làm cái điều này thì hãy TikTok làm là gì? Đăng ký thi thử. TikTok làm thì sẽ đăng ký thi thử. Đúng không? Ok. Đấy, TikTok đăng ký thi thử liền để chúng ta sẽ có cái điểm ra coi mình, cái khả năng của mình dạo này mình luyện tập coi nó như thế nào rồi ha. Đấy, nếu bạn nào chưa làm thì cái gì? À, đúng rồi. Thank you Uyên Thanh. Rồi, ok. Đấy, thì nhớ là chưa đăng ký thi thử thì hãy lên page đăng ký thi thử liền nha. Để coi là mình có đủ tỉnh táo trong cái đề sắp tới không, khả năng của mình bao nhiêu rồi, để mình set cái lộ trình ôn cho phù hợp, lộ trình nước rút ấy, ôn cho nó nhanh chóng. Được chưa? Rồi. Ok các bạn ha, cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi hôm nay, và chúc các bạn ôn luyện cho kỳ thi thử thành công. Đấy, trước khi đối mặt cái đề của thầy. Đấy, thầy ra đề rất là bám sát ma trận. Cũng không có quá khó đâu, cho nên các bạn đừng có sợ nha. Đến đó các bạn đừng có yên tâm. Bạn đừng có sợ, đúng không? Yên tâm và đừng sợ. Ok, rồi, goodbye guys.